Hôm nay kênh Tùng Nguyễn miền Tây xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tùng Nguyễn có ghé nhà cô Hai ở vùng Bảy Núi và nhờ cô Hai chia sẻ về cuốn sách của ông Ba Thới, cuốn sách xưa của ông Ba Thới và con mời cô Hai ạ. Xin chào Nam Mô Đạo Phật, xin chào trong nước và ngoài nước. Hôm nay tôi chia sẻ về Kim Cổ Kỳ Quan của ông Ba Thới. Đây là tôi chia sẻ cái câu chuyện chiếc thuyền rồng, là năm nay là có ở cái gì ở chỗ miếu ông vua đó, miếu ông vua có chiếc thuyền rồng đó nổi lên đó, rồi giờ tôi mới chia sẻ cái vụ chiếc thuyền rồng. Dạ. Như chiếc thuyền rồng đó, đó là mấy nhiều người ta lợi nói chiếc thuyền rồng, cũng như là cũng nhiều người nói chiếc thuyền rồng này á, cũng nhiều người nói không có đúng, không có đúng, Dạ. mà bữa nay chúng tôi chia sẻ ra. Dạ, mời cô. Bán nài bán tấn tiếp theo đó, mình tiếp theo. Dạ. Bán nài bán tấn bán thời nhục dinh, mương khai án ngược cửa tinh minh một hòn. Tiền gia định cải hậu Sài Gòn, đĩa đeo chân hạt hao mòn muôn dân. Gặp ghình trào quắc muôn dân bất hòa, ở ăn khác thế cửa nhà khoe khoang. Cửa Cần Thơ Phật sức sơn, cửa Cần Thơ Phật kiến sức sơn. Mỹ Tho phát hiện ký an một hòn, làm như ông cha ông nhắc lại, ông mới kể nhắc lại cái vụ mà Cần Thơ đó. Cần Thơ là cha có cái chỗ mà vua Hùng Vương định rộng đền 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 thờ đó, cha lập cái đền thờ vua Hùng Vương đó, là cái chỗ lập đền thờ đó, là cái chỗ đó, cái chỗ ông nói cửa Cần Thơ nè, ông nhắc lại Cần Thơ đó đó, để là cái đó ở chỗ đó hồi mới mở ra. Cái tôi có đi đâu, để tôi có biết đường biết xá đi đâu, cũng như mà ở đây á, là ở quá xa rồi, là kiểu như mình lo mua bán làm ăn rồi thành ra coi trên mạng thì thấy, chứ còn cái đi đến là chưa không có biết, nhưng mà coi trong sách thì biết. Với mình mở mạng lên, Mỹ Tho phát hiện ký an một hòn, đúc chuông đồng thích chí thon don. Núi kia muôn cụm lòng son một lời, truyện Tây Minh đèn đỏ sáng ngời. Đồng Nai đăng quả chữ lời tiên sư, là ông nhắc lại cái chỗ mà đền thờ ở Cần Thơ đó. Non bồng chớn chở thượng sư cầm quyền, cha mình là sư đó, mấy ông sư đoàn này như là sư quân sư đó, ổng là nhiều ngôi nhiều vị. Như trong có cái con có cuốn sách mà tôi coi hồi đó, tôi coi trong cuốn sách là cũng như là tận thế gia hội Long Hoa, ổng nói cũng như là hớn đa ngôi tiên thánh đó, đa ngôi tiên thánh nghĩa là nhiều, đa là nhiều. Tội khi quân Hà Hữu vô ưu, sát tha lục tỉnh quan du Nam Kỳ, quan lâm tích hậu bủ kỳ hương sơn. Thiền long chí để bủ sơn mưu trời, nghĩa là cái thiền này có thiền long qua, cái thiền là thiền long chí để, chí là chí minh. Thiền long chí để bủ sơn mưu trời, đó là cái thiền long, đó là như thiền long qua đó, thiền hậu long qua đó. Lời dặn dò di thiện ở đời, ông nhắc chiếc thiền đó, mãn lo thiếu kẻ đổi lời thay dương, cũng như tu là thay cha để lên nói, để lên nói cho đồng bào trong nước trong nước ngoài biết, cũng như mãn lo thiếu kẻ đổi lời thay dương. Thay dương là ổng làm như ông Phật Dương đó, biết không, đó là ổng để ổng nhiều dấu gì đó. Túc văn võ hậu chiếm anh hùng, đó ổng là anh hùng. Phòng cơ tích đạo trí tri kiệt hào, ba bực khôn khôn để chỗ nào. Dạy thời ba bực anh hào ba căn, khi tối đất khi lại có trăng. Trường sanh nhật nguyệt hiệp căn đêm ngày, Phật trường sanh nhật nguyệt hiệp căn đêm ngày. Phận nhớ tớ phận lại nhớ thầy, đường sanh tử đáy biển cù lao. Sống đi hành khất thác bao nổi thầy, tớ xa đài cát sao thầy ly môn. Dạy một đứa dạy hết một môn,
trường đồ mã lực mà sức khôn biết người. Cũng như cái này là cũng như là cha dạy đây là tất cả những người mà có linh căn. Ông nói dạy một đứa là dạy hết một môn. Chứ không ai giống ai, mỗi một người khác nhau. Cũng như là mình nói về như đạo vợ chồng cũng một đạo, mình tôi nhắc nãy giờ cái vụ cô Hằng đó. Rồi ông Cha Tường ổng một môn. Rồi cũng như là cô Hải Âu đó. Cô Hải Âu cũng có trong sách nữa. Rồi cũng như một người một môn, nghĩa là tôi giải thích gì đó rồi tôi nói là từ từ tôi mới nói ra cô Hải Âu. Rồi dạy một đứa dạy hết một môn là ý nghĩa là gì đó biết không? Rồi giờ trước mắt là tôi phân tích là trong tôi phân tích tôi với ông Hai Đon. Thí Bích Thủy. Với Bích Thủy là có cái dấu Bình Hòa. Thì thí dụ những người có cái dấu tôi mới nói ra được. Không có cái dấu sao mà tôi nói được. Rồi giờ tôi giải thích rồi bây giờ bà Sáu ở Phú An. Bà Sáu mà có lên clip mà Cường miền Tây đó. Giờ sau này có để quay bà Sáu đó. Kinh Tùng Nguyễn đó, rồi với lại Bích Thủy thì Kinh Hoàng Đệ với Kinh Cường miền Tây với kênh đó đó, với mà lại Ngọc Sòn á, chị Hai Ngọc Sòn á, chị lớn hơn tôi, còn Bích Thủy nhỏ hơn, nó ngay đi lớn tuổi hơn, anh Hai cũng lớn hơn nữa, anh Hai Đon á. Rồi chị Hai Ngọc Sòn á, chỉ có cháu chị Hai Ngọc Sòn á thì chỉ có lên cái clip Bút Long Thời Đại đó, thì đồng bào coi đi. Cũng như coi chúng tôi đây là nói đây là việc thật, người thật chứ không phải mà đặc diện. Đây là trên cha sắp xếp hết trơn rồi. Cũng như ổng có kể, ổng nói từ năm Kỷ Dậu tới giờ đó, cũng như tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu đó. Mà cũng như là ổng nói như gì nè, bà Sáu cũng ưa nói như cái chừng nào, nhưng trong Kim Cổ Kỳ Quan, ở trong sách mà cái gì giáo lý có nói chừng nào xấu nọ quá long trần gian mới biết tấm lòng thần tiên. Thì hồi đó cha giấu không mà cha đâu có dám nói ra, lúc mà còn tranh đấu đó. Thì cha có lập chùa lập miễu mượn xác hoài gì đó. Nhưng mà Sáu kể là đúng sự thật luôn. Rồi đầu mấy ông lão Thế Ngôn Bình Hòa có cái dấu ở trong đây nữa, rồi ông lão Thế Ngôn lắm. Mấy ông như bà Sáu kể là năm vợ là đúng, bà Sáu kể là đúng, tất cả là đúng hết. Rồi Bích Thủy Ngọc Sòn thì con của mượn ông cha mới mượn xác ông lão Thế Ngôn Bình Hòa. Rồi mới sanh con ra đó, như bà Sáu kể là đúng sự thật. Rồi tới chừng mà Ngọc Sòn với Bích Thủy đây là hai người con của ông lão Thế Ngôn. Rồi bà con rồi má của Bích Thủy là vợ thứ ba của ông lão. Rồi má Bích Thủy là cũng bà Sáu kêu dì ba đó, vợ thứ ba mà thứ ba nữa. Rồi bà Sáu kể mà bà Sáu nói như mấy người gành. Thành ra bữa nay tôi mới nói lại, tôi nghe còn tôi còn chưa hiểu nữa. Thì tôi mới có hỏi là thứ ba bà Sáu kể vậy sao mà tôi nghe không hiểu. Tôi có hỏi lại rồi. Rồi má Bích Thủy thì thứ ba, nhưng mà vợ thứ ba luôn, vợ thứ ba của ông lão Thế Ngôn luôn. Rồi khi mà bây giờ Bích Thủy Ngọc, chị Hai Ngọc Sòn mới ra nè, ra viết lên như là cha chuyện con nói á. Như chị Ngọc Sòn với bà Sáu kể là đúng sự thật, trong sách sử có ghi cái vụ Bình Hòa nữa. Rồi chừng nào tới tích Bình Hòa tôi kể Bình Hòa. Chứ bây giờ mình đang nói gì chứ, như phần nào hết phần nấy đi. Rồi như cô Hải Âu đó, cổ ở bên Đài Loan này gì đó, cô cũng có trong sách sử này. Đó, thì mình mới nói ra được, nếu mà cô không đúng là tôi đâu có dám nói ra. Cái có ghi ở đây từ câu từ chữ, cái này nói là nói lực không nghe. Sách sử nói lực không chứ không phải mình vô đây mình nhận diện. Phật làm ma làm Phật chứ Phật không bao giờ làm ma. Vô tới cái cửa vua là không phải là dễ. Tôi cái người trong sách tôi mới nói được, tại vì ổng nói là tự giết học một con rằng, học nghĩa tự giết mà Lý Hằng Thánh Nhân là người nhân dân mình nè. Rồi đầu xóm một tiếng cuối lặng một câu, cũng như làm người mà dễ nói mà khó phân, nói thì nó dễ lắm, còn phân thì học muốn chết lên chết xuống, học cho bằng không biết sao mà nói luôn, học cho bằng bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Rồi tới chừng mà giờ cái còn lý do làm sao mà ông mà Bích Thủy với Ngọc Sòn mà họ lê, ông Lương ông Tư thì họ Lương mà sao mà Bích Thủy với Ngọc Sòn họ lê, bởi vì Bích Thủy ở bên ngoại thì ở với ông Tư thì ông Tư ông có vợ nữa, ông có vợ trước nữa. Anh thử ra thì phải lấy họ bên ngoại rồi, ông Tư đâu có lấy họ ông Tư được. Bởi vì ông Tư họ Lương. Cô cho con hỏi là mẹ của cô Bích Thủy với Ngọc Sòn là
phải thứ ba không cô? Thứ ba mà vợ thứ ba luôn. Dạ. Thử bà Sáu nói cái lúc đó là nhiều khi bà Sáu hiểu còn người ta nghe ta không hiểu, chính tôi còn không hiểu nữa, tôi mới hỏi lại. Dạ. hỏi Bích Thủy Ngọc Sòn, bởi vì Bích Thòn Ngọc Sòn là biết gì không, bà chị hai Ngọc Sòn á. Tôi hỏi chị sao chị họ Lê, chị mới nói ở bên bà ngoại, thành ra lấy họ ngoại, ngoại họ Lê, ông Tư họ Cư. Bởi vì tôi nghe tôi mới thắc mắc, mới hỏi chị mới nói cho tôi nghe. Dạ. Thì tôi mới biết, bữa nay tôi lên sách thì tôi mới kể nghe sự thật, như là người thiệt thật việc thật. Mấy chị em cũng cực khổ lắm, người nào á mới ra đây là lên đây để nói cho anh em, cũng như là ông Út Mùi, ông cũng nói, ông Út Mùi ông lên mạng là ông nói thương anh em mới lên nói, không thương anh em mới nói làm chi. Dạ. Thôi anh em ơi, người nào á có sai á thì mình sửa sai cho anh em ơi, tôi đây là cũng lên đây nói, thương thì mới lên nói phải không, ghét là đâu có lên nói. Thương anh em đồng bào trong nước ngoài nước trong, người nào á có sai gì cái việc sửa đi, không có sao đâu. Ông Phật á, ổng tha cho mình hết trơn, tha thứ cho mình chân, là bởi vì trước kia ổng đâu có kể cho mình nghe, mình biết ổng là Phật phải không? Dạ. Đó thì mình ra bây giờ thôi, anh em nào nghe đây hiểu á thì sửa sang đi anh em ơi. Dù có gì á thì hỏi tôi thì tôi nói thêm, chứ còn mà đừng có chửi tôi, tội nghiệp tôi. Trường đồ mã bây giờ nói hầu quên chừng, tớ xa đài cát sao thầy ly môn, dạy một đứa dạy hết một môn, trường đồ mã lực mà biết khôn sức người, một kiển tiên niệm Phật ngâm nga, sao không tưởng Phật tưởng ma nhập tình, lòng niệm Phật bỏ giữ trong mình, gắn thường hành niệm Phật rằng tu, tu nhất kiếp ngộ Phật nhất giờ, nghĩ tới đâu ruột thắt gan bào, thắt trung trần thế chỉnh ghê diêm đình, vi lai nhất thống nước mình chăn dân, tiên sử kỷ hậu sử bỉ thân, ở trần bất chánh bất phân tội hoài, lo diệt hậu mới đặng lâu dài, ngày sau nhiều kẻ phép tài trí tri, đứng anh hùng vàng đá nào chi, ngai vua lòng sắc trí tri tạc lòng, đường tử xanh như đá chập chồng, treo leo duyên thiện nặng lòng âu lo, khó lo phận khó giàu lo phận giàu. Công danh chi nữa nỗi sầu tới đây, nắng cạn nước thấy cá mới hai, lời Hằng nói đừng có xưng già, thố long xuất thị nước già an khương, tiền vi châu hậu lập nhà thương, dạng quân tử sử đắc quần yêu, tiểu nhân tranh thực phi diêu chẳng còn, hội đồng thẩm phán đâu đâu hội tề, hội đồng thẩm phán đâu đâu hội tề, thượng minh lý hạ thượng một bề, đổi nhân vật đổi hết quan ương, thấy chòm ông dở ổ ba tràng, cảm phụ hoàng quả thể treo tranh, cõi trần dối thế bia danh hành hình, rửa nhơ trần tục sạch mình mới ngoan, Phật tùng nho giả sức an bang, minh tâm khắc cốt Phật trời ở đâu, mai chiều thấy đó coi lời dở hai, kẻ tu mặn người lại tu chay, cũng như tu mặn cũng được mà tu chay cũng được, tùy theo, cũng như mình ăn mặn ăn tương được thì tốt, chứ đâu phải ông cha mình nó biểu mình nó phải ăn tương, không có gì phải không. Bây giờ tu dễ lắm luôn, ông cha quá dễ rồi, bây giờ muốn ăn mặn cũng tu được, muốn ăn chay cũng tu được, cái ông cha không có phân biệt, tùy theo cái sức của mình đó nghe. Yeah. Đệ. Yeah. Noi theo thánh đạo dò đường Phật tiên, đố ai trừ được giặc phiên, đố ai trừ đặng giặc phiên, quả trời gửi đó thánh tiên khử trừ, đại hùng đại lực mà đại bi, phép nào qua Phật dễ khi nhiều lời, sức tề thiên, ổng nhắc về tề thiên đó phải không, sức tề thiên đại thánh khi trời, thì tề thiên là trời, khi trời là ổng trời luôn.
Phật bà thâu phép giỏi mà bao nhiêu, ngài bất tri thiên địa trừ yêu, tam nhân sức thánh tùng yêu trị đời, tri nhân, tri vật, tri lời bá gia, tri trong thế giới, tri thời càn khôn, thương người trung hiếu, trí khôn tiền đường, nay hạ nguyên soi xét minh tường, cầu lai cứu chúa hớn đường quy châu, tiền đường hậu hớn chỗ nào cũng thương, đắng cay chua xót nhà thương hội này, mình hại mình nói việc có căn, nước nào hại nấy lăng xăng trở đời, thương giới nhau thương miệng thiên lời, tìm tâm giết thác trong trời biết bao, nỗi sầu bi thấy diệt tức cười. Cũng như cha nói là nỗi sầu bi thấy diệt tức cười, là cái này là Phật Di Lặc cười biết không, nhưng mà nước ổng nói diệt nước không à. Nỗi sầu bi thấy diệt tức cười là chay trong sách là ghi như vậy, nhưng mà cái tiếng tức này là nước. Nỗi sầu bi thấy diệt nước, đó là thấy diệt nước, là cũng như ổng nói chuyện đất nước không à. Dạ. Đó là bởi tiếng Miên là dịch ra tiếng Việt. Vậy đó là câu ý nghĩa gì mà nó nhiều dấu gì luôn đó đệ. Dạ. Thì tôi mới biết tiếng Miên mới dịch ra được. Thì chút nữa tới phần của tôi thì cũng như trước kia tôi ở trên đất Tận, trước mà Phàn Thơm canh sĩ nhà Tận, tôi chân người Campuchia xuống trên đất. Dạ. Tận qua mình mới biết tiếng Miên, mình biết Campuchia vậy đó. Yeah. Mình mới phân cái này mới được, còn người không biết tiếng Campuchia đâu sao cũng phân nó được. Bởi vì ổng cũng để cho cái sứ mạng cái người mà biết cái chữ Campuchia đó biết không. Yeah. Bá gia báo quốc tiêu tan chẳng còn, lòng than ôi mệt mỏi hao mòn, dấu y như dấu mà dạ còn hồ nghi. Ổng để cái dấu của ổng mà cái hồ nghi ổng mà cũng như mà ổng nói như là Phật mà cứ nói ma hoài vậy biết không. Yeah. Phật mà nói ma mới ra cái hội này nè. Yeah. Phật thì nói Phật không có nói ma nữa nè đồng bào. Ông Phật thì nói ông Phật, cái đó ông ma và ông đâu có chịu. Phải không đệ? Dạ, dạ. Đó mình làm vậy đó. Là bây giờ ông nói giấu y như giấu dạ còn hồ nghi nè, ông Hồ Chí Minh nè. Ông để cái chữ Hồ cho đó biết không? Dạ. Nước nào cũng vậy lượng chi nước mình, vất vất hữu si giọng cáo thiên đình. Đạo lành học đặng tinh minh dễ gì. Hơi kỳ nam thơm nực biên thì, minh mưu quân ái quốc dĩ tỳ thánh tiên, lỗi nhân đạo thánh đạo sao yên. Diện ti đối diện tâm bình cách sơn, Phật ma ma Phật xài nhân lao tù. Ông nhắc cái vụ lao tù, cái vụ ông chết nằm ngàn tám trăm 969 đó. Ông. Yeah. Nhắc cái vụ đó ông chết nè. Yeah. Nhắc hoài vậy đó biết không. Yeah. Phật ma ma Phật xài nhân lao tù. Ở đó ông cũng làm người vậy. Yeah. Xét chỗ nào lỗi thánh lỗi ân, kiển hạ nguyên sống bổ đầu còn, cọp tu thấy cọp, cọp bay thấy rầm, lỗi nhân lỗi vật, lỗi lòng thiên sang, lỗi phụ tử huynh đệ bất an, chuối non vú ép sao mang thúi buồn, mực tàu nẻ thẳng lòng buồn sầu riêng, lỡ dĩa mực cũng lỡ bút nghiêng, khó thời thấy khó sầu riêng riêng lòng, người dân khác họ một lòng bà con, Phật trời dạy bảo cũng nhiều nhiều hung, hội này thầy dạy các phần tu riêng, biết khát nước đặng tắm nước tiên, không chua diệt thánh nước đen đục ngừ. Là ông nói chuyện đất nước không, là nước đó, đất nước đó, nước đen đục ngừ đó. Yeah. Lóng tai nghe vắng chốn thiện từ, ngẩn ngơ cổ giảng đục ngừ kim lai. Yeah. Rẽ rề mắt đắng chiều mai coi đời, người cãi Phật kẻ lại cãi trời, gió dai mắng gió mưa thời mắng mưa, thương Phật trời nhiều kẻ chẳng ưa, nhà quan vô chủ khó thưa hưởng phần, xét lỗi xa xét lại nỗi gần, từ năm tân hớn định phần chưa xuôi, việc thầy vui đệ tử mới vui, thầy buồn đệ tử phải xuôi lòng buồn,
Có du di đờn địch thơ tuồn, tôi nam chúa bắc như cuồng rối tơ. Chừng nào gỡ được rối tơ hết sầu, chừng chốn tam châu dạ dốc bắc cầu. Chim còn sầu nhớ kiện nhớ cây, nuôi con khỉ mà khỉ múa làm sao. Rằng người trí huệ thấp cao ở đời. Bây giờ ông cha ông nhắc con khỉ con người của mình đó, làm con khỉ mà cũng như là mượn căn á, mượn dạ. căn giả làm khỉ, là cũng như khỉ mà con người mình mà lên núi á, múa đó đó. Bây giờ cha nhắc là cái vụ này cũng như ông cha ông nói á, cũng như chẳng nhớ khi thầy dạy muôn lời, mà cái lời nào mà không có khi trời cũng ưng đó, thì ổng mượn xác mà lên núi múa đó, múa khỉ đó đó. Bây giờ đây nè, thì ổng dạy cái nào cũng là có. Rồi với những người mà nổi dưới nước đó, dạ. là cái phần đó cũng có luôn. Từ dạ. từ mình mới ra mới nói được, chưa tới đó sao mình nói được, chưa tới cái dấu ở đâu mình nói theo đó. Chứ bây giờ mình kể hoài, kể quỷ, kể thiên, kể ngàn, rồi người ta nghe sao hiểu. Chừng mình đọc tới tích tới đâu mình giải tới đó. Chí tâm báo bổ để lời tinh minh. Nãy mình đọc là nuôi con khỉ, khỉ múa làm sao, để mình qua cái đoạn này. Rằng người trí huệ thấp cao ở đời, đó là con khỉ múa đó. Chí tâm báo bổ để lời tinh minh, Đức Chúa Trời rộng lượng thinh thinh, Phật Ngài đại độ minh minh cõi trần. Trước phàn thơ canh sĩ nhà Tần, đấy tôi là trước phàn thơ canh sĩ, cô hai là ở bên đất Tần về rồi nè mà để. Yeah. Đây cha có ghi cái dấu nè. Hậu Minh Hoàng đài Phật phế cha, nhà thờ phá hết Phật ra yểm tài. Hậu Bắc Địa tứ trấn cõi ngoài, Nam Bang đại quốc lầu dài trường xanh. Việt Nam Bang nhiều kẻ khôn lanh, thấy việc xa chẳng thấy việc gần. Việt Nam còn mấy mà Việt Tần như nhau. Cũng như Tần của ông cha mình, là cũng như chừng nào tới cái dấu tích á, ở trên đất Tần ông cha mình tôi chỉ cho. Rồi bây giờ mình thấy là hiện tại, bây giờ tôi tới cái dấu đó sao nói. Bây giờ nè, Việt Nam còn mấy mà Việt Tần như nhau, là ý nghĩa là ông nó nho biết không. Yeah. Việt cũng ổng là Tần cũng ổng luôn. Yeah. Rồi á, rồi chừng nào tới cái tích đâu á, thì ổng để trong sách tôi mới chỉ ra. Việt Tần cũng là ổng. Rồi bây giờ chính xác là mình đây mình thấy trước mắt rồi, mượn xác của ông Phật Trùm đó. Yeah. Ông Phật Trùm là người Campuchia, là ở trong, là có đập cái đền thờ ở trong cái gì, cái trong cái salon nè, cái xứ đó xứ kêu xứ salon, núi salon ở Việt Nam mình nè, ở Ba Chúc nè. Yeah. Rồi ngay chỗ đó là có cái đền thờ của Đức Phật Trùm, đó là ông Phật Trùm ổng nói Việt Nam còn mấy Việt Tần như nhau, ý là ổng nói nho, ổng chỉ cái dấu ổng như đó biết không. Yeah. Tài hai sức mạnh xin người thi ân, ai có tài bố đức chăn dân, phước tài phước trời soi thấu muôn dân đặng nhờ. Nam Bang khổ hạ chiều lòn hết hơi, chẳng hồi nào Nam Việt thảnh thơi. Chỗ nào dinh hiển các nơi vui cười, Việt xu đinh thế đóng từ người. Cài câu cài sâu cuốc cạn vui cười nổi chi, Đời hạ quân mắc một chữ khi, không dè sao thấy việc chi cho người. Khác chi đời đầy tớ gọi người hiển gian, kẻ nói dọc người lại nói ngang. Tâm lầu quản khách giàu sang chân hùng, lấy đồng bạc ỷ thế vô cùng. Lâm nguy thất thế không mùng ngủ đâu, Bùm trương giữa biển lo âu giữa bờ. Khá lo sao gặp tiếc kịp giờ, chiều mai có dựng quỳnh cờ Thăng Long. Để phân cái đoạn này tôi ngưng cái. Dạ. Là tôi kể cái vụ cô tiết mà lại cái kênh, lại cái ngày mà cái bữa, cái ngày cái lúc mà cái chiếc thuyền rồng cô tiết lại phất cái cờ lên, cầm cái cờ ngay chiếc thuyền rồng cô tiết phất cái cờ lên, cô viết nó giữa biển lo âu giữa bờ, khá lo sao gặp tiếc kịp giờ, chiều mai có dựng quỳnh cờ Thăng Long. Là cái này là cô tiết, lúc mà cô tiết đó đó, khi yeah. mà chiếc thuyền rồng mà trôi về chỗ miếu ông vua đó. Yeah. Thì cái chiếc rồng, thuyền rồng này đó, thì cô tiết có lợi kịp cái giờ đó đó, cái thuyền rồng còn ở đó luôn.
lúc có chiếc thuyền rồng ấy, chưa có đưa đi qua đi chưa có đem đi đâu. Thành ra cô Tiết lại, cô Tiết phất cờ lên, cô Tiết phất cờ lên rồi cô Tiết mới gể vụ chiếc thuyền rồng. Thì đồng bào nghe, đồng bào mở cái kênh đó của cô Tiết á, của Asin, cái vụ hồi cái đợt mà chiếc thuyền rồng đó là tôi kể đây là cô Tiết đó đó. Dạ. Cổ mới kể lên chiếc thuyền rồng, cũng như mình tôi có kể nãy giờ cái vụ chiếc thuyền rồng rồi. Dạ. Thiền Long Chí Để Bủ Sơn Mua Trời đó, nhưng mà cô Tiết đó lại tới đụng lại chiếc thuyền rồng đó là. Dạ. Cũng như cô Tiết đó đó là cô Tiết có cái dấu, có cái dấu cô Tiết này là người có căn. Cô Tiết mới lại nói kể cái vụ chiếc thuyền rồng, cũng như là cô cũng nói ví dụ trong 10 năm đó. Thì ý nghĩa là trong 10 năm mà dựng nghiệp Minh Đình đó, cô Tiết này cũng là người có căn, đúng sự thật trong sách sử. Rồi như là hồi cái đợt mà cái vụ mà hồi lúc đó đó, cái vụ mà con cò á, cò bay mà đem về chùa Hảo đó, cái năm đó đó. Dạ. Thì cái cò đó đó là cũng như thọ truyền giáo Phật Thích Ca, chim cò bay trong rừng xương tiết, người vô là cô, người vô tình chẳng biết dấu xưa, là cũng như cái chim nó, chim cò bay ấy đi về chùa Bà Hảo đó. Yeah. Là cũng như cô Tiết là cổ tên Tiết, cũng như thường thường á là người ta lấy cái tên, cái tên, cái tên rồi mới nói ra, cũng như là nếu mình người có sách sinh phải xử thì có cái tên với lại cái người đó lên mạng nói chuyện, tôi phải coi người đó đúng là sai, bởi vì tôi là người xét đạo mà. Yeah. Cái người nào nói sai là tôi biết liền, người nào nói đúng là tôi biết liền. Yeah. Chứ không phải mà bây năm nay là năm thi, chứ không phải mình muốn lên đây mình nói cái gì mà nói đâu nha. Đây. Yeah. Là ghi hình không à, nó phải, nó quấy phải nhớ nha. Yeah. Chứ không phải muốn lên đây muốn nói gì nói ra nghe, ở đây là tôi, người nào nói quấy là tôi biết liền chứ gì, tôi là tôi cầm sách sử nè. Yeah. Cũng nhiều người lên nói quấy lắm chứ không phải không. Nếu cô Tiết không phải là người đúng, tôi không, người không phải tôi không có nhận đâu, không có cái dấu tôi không dám nhận. Đó là nói sự thật đó đệ. Dạ. Nếu người không có dấu sao mình nhận được? Người đâu có quen với nhau đâu, người nào đâu có quen với nhau đâu, cũng như là Bích Thủy Ngọc Soàn đi. Bích Thủy Ngọc Soàn không có dấu tôi đâu có dám nhận đâu, thí dụ vậy đó, là. Dạ. Mình nói thí dụ vậy chứ không hay đoan gì đó. Dạ. Trong sách sử nói ra mình mới biết, người có tên, người có tên, cái tên một cái tuổi hai là có họ nữa. Dạ. Tôi nè, thầy xét ba đời của tôi luôn, ba đời của ông bà tôi luôn, giờ nào tới cái dấu tôi sẽ nói. Dạ. Ba đời họ luôn đó, phải dễ đâu cái tên của mình nữa. Rồi bắt đầu cô Tiết nè, rồi mấy lợi phất cái cờ lên, cô Tiết ở trong cái clip của Asin đó, Asin đó là cô Tiết lại phất cái cờ lên, cô Tiết bận cái áo vàng là mở lên là biết liền cho chiếc thiền rồng cô Tiết lại đó. Còn ông sư Minh Đạo thì ổng thì nói chiếc thiền rồng không có đúng, ông sư Minh Đạo là ổng sai. Nhưng mà trong sách sử có nói ông sư Minh Đạo luôn. Từ từ tôi sẽ nói ông sư Minh Đạo với ông Chí Trung. Dạ. Rồi tất không đúng, ông sư Minh Đạo thì la làng trên đền mạng, ông sư Minh Đạo là ổng sai, nhưng mà sách sử có ghi tên của ổng hết trơn rồi. Dạ. Thì từ tới cái clip ông sư Minh Đạo tôi mới nói ra được. Bây giờ chưa tới cái clip ông sư Minh Đạo sẽ nói cô Tiết nói đúng thì tôi nói ngay cái dấu cô Tiết là tôi nói cô Tiết là. Dạ, nói dạ. Ông sư Minh Đạo để Phan nói từ từ đi. Dạ. Nhiều clip nữa, đâu có chuyện này đâu, phải hết chuyện đâu. Nhưng mà cái gì á, mình lên mạng đâu phải là dễ nha. Giống như đúng thì nói đúng, có thì nói nha. Mình có tâm linh lên nói, còn mình lên đây mình nói sai, nói chật, nói đó, cho đất nước người ta hoang mang. Mình nói, nói sao, phiên dân người ta 3 năm đã Covid, đã khổ muốn chết luôn rồi. Yeah. Mình cứ lên mạng mình nói nay chết, mai chết, chết đó mà chết. Đất nước mình đã thái bình, đã chết cái gì nữa. Ông Phật ông cứu hết trơn rồi, chết gì nữa, nó quá rồi, nước châu chút đỉnh như cái vụ nước, vụ nâu, vụ núi vậy. Từ từ tôi sẽ nói ra. Còn núi lỡ thì lỡ chút đỉnh thôi, rồi chút xíu thì bắt đầu là hết rồi. Đâu có phải mà lỡ hoài mà cứ nói núi này lỡ kia nọ, đủ thứ hết trơn, làm cho dân người ta khổ, ta hoang mang. Mình đừng có nói vậy, lên mạng phải nói gì nói cho đúng. Còn cái chuyện gì bất cứ nói sai nói chúng là tôi biết liền. Đó, tôi ngự xét đạo mà, sao tôi không biết, sách sử tôi cầm nè, tôi học lực không mà tôi không biết sao được. Dạ. Bây giờ nói tiếp theo, nói về phần cô Tiết, là cô Tiết người có cái dấu đây, cô Tiết là người thật đó. Dạ. Trải xem đời biển bạc non sông, quả đà thấy bảy sao không tránh dầm.
Tâm linh phước chí, tâm linh phước chí, tâm linh phước chí biết đâu giận thời, xét soi sự thế hỡi đời bạc đen. Người sớm đầu tối đánh phải chi, nhất nhất tâm nhất tánh e khi lỗi lầm. Vui đâu chút đó không nhầm việc chi, hết si tới thịnh dĩ quy thượng đường. Chốn biển khổ lâm khổ thì nhiều, bạc giới vàng sao xứng đoàn cân. Thương ngài cũng chức vì dân làm đầu, cũng như là dân đầu vua sao. Ông cha ông để đây nè, ông nói chế, ông nói á, chế hết Phật mà còn ma không à. Chế giết còn ma không, Phật hết Phật à, ông nói vậy. À, sách sử có ghi mà. Bởi vì nhiều khi mình lên mạng cái mấy người mà xưng thầy, có người ta đúng, ta xưng đúng. Ông thầy, ông cha, ông nói là nhiều vua, nhiều tướng, nhiều hề. Con của ổng mà, ổng cho ra mà. Nhưng mà người nào đúng á, tôi có tên tuổi đây tôi nói, chứ không phải người nào cũng xưng là đúng. Thì tôi, người nào đúng, người sai tôi biết hết trơn à. Công danh sớm đục tối đầu quảng bao, giàu sang kim quốc kim bao công hầu. Giận bất tề, ai cũng như ai. Nghe chữ tề không? Nghe chữ tề như là hiểu rồi. Đi buôn thiếu vốn, ai dùm cho tôi. Mai có lời rủi lỗ thời thôi, vốn thời thối vốn, phận tôi lái lèo. Có người giàu cũng có người nghèo, trả dai dai lái lèo nọc neo. Giữ lòng cho chặt nọc neo cho bền, thiện nam tính nữ cho bền nam mô. Giáo khuyên trả nợ thỏ lòng thế gian, đất Sài Gòn phố ngói dọc ngang. U quân ái quốc việc mình lo, tiếng kỳ hương thêm thơm nực biên thì. Long hoa hội tới đó mới yên, đầu sơn nhất sĩ trừ phiên anh hùng. Hữu ngũ long công chúa tương phùng, bay cao luyện thấp vô cùng tài năng. Hậu đào lư nhất sĩ hiệp căn, giác cho người lo việc lâu dài. Ngũ long công chúa ra ngoài một thân, phải lo đền trả nợ quân thân. Cũng như thấy hồi đợt rồi đó, lễ đó cho mấy cô nữ công chúa đó, cô dọn công chúa đó. Cho mấy cô ra đó, cô ra hữu hình đó. Người nào phi nghĩa phi ân chẳng còn, biển mênh mông Phật nổi như hòn. Đồng nội ngoại thương hết không hờn, hai vai gánh nặng xét ra làm người. Lòng hai vai gánh nặng xét ra làm người. Lòng ta biết việc người người hai, hết dinh tới nhục không hai quả đời. Người đổi người lời lại đổi lời, là đổi người như đổi người là đổi, tôi người đứng nói nè đệ. Người đổi người lời lại đổi lời, nay đem vô lại vốn thiệt người lai. Rặt mà không rặt mà chiều mai không còn, là cũng như ổng nói là tôi là cái người lai, là cũng như ổng đổi tiếng nói nè. Cái người lai nghĩa là lai sao đệ. Cũng như tôi thì họ Dương, ở họ Lê thì Râm, là ông nội tôi họ Lê. Rồi bà nội của tôi đó là họ, bà nội của tôi đó thì họ họ Nguyễn, má bà nội ở bà nội thì họ Trương. Còn má của bà nội là họ Nguyễn. Còn ông ngoại của tôi đó thì ông ngoại tôi ở đó trên Campuchia, ở lâu lắm ở trên Campuchia, sanh đẻ đâu người ta cũng ở bên bên Tàu qua. Nhiều cái ông ngoại thì họ Dương, bà ngoại họ Trần. Rồi má của ngoại họ Quỳnh, má bà ngoại là họ Quỳnh luôn. Cũng như họ đó đó, cũng như họ, người ta nói họ Tàu đó đệ. Rồi bắt đầu hỏi sao cha mới đặt cho tôi đây là cũng như người lai á, vốn là cái giống, ông kêu vốn đó biết không. Cái giống người lai đó là lai á, cũng lai cũng nhiều ý nghĩa, lai là Phật Tổ Như Lai. Còn cái này mình lai Tàu cũng một phần nữa biết không, là bữa nay là tôi mới kể ra. Nay đem vốn thiệt người lai này là cái giống đó biết, cái giống người lai á.
là mới ổng mới nói là con người của mình á, là thân thể của người mình là đứng nói chuyện nè. Ổng cũng như nhiều dấu lắm chứ không phải mà xong không mà mình vào vô đây mà mình nói mà ổng nói được đâu, không nói được đệ. Cái này á là vô tới cửa vua này đâu phải là dễ đệ, đâu phải mình muốn vô nói sao nói được. Ôm châu đốc mất, tiếng còn An Giang, nhân trung chánh thị, anh hùng chánh tâm, xét cơ thâm tồn, tét cơ hậu, xét cơ hậu tồn, xét cơ thâm, tri tiền nghiệm hậu, minh tâm sách ngoài, chớ chê đây nói việc dông dài, tiền thánh giá tận thế quy khôn, nam tầng cận địa phá môn chùa chiền, truyền giữ truyền tử bất truyền hiền, truyền mưu truyền trí truyền hiền kế ngôi, có xét thời, xét có xét thời đặng phước dân ôi. Đó ông trời biểu xét đi, biết không, như xét con người tôi lên nói thì sao đó, có đúng hay sai đó. Mất một mối tiếng kiếm tối, mất một mối kiếm tối một ngày, mất bề mẹ khó kiếm nổi cha, mất mà còn trở lại y tiền, rừng xuân bá tánh chớ phiền nam mô, ở trong trời khổ quốc hung nô, xem đời trần hạ diệt người khó phân, chê đời bất chánh vô phân minh tình, nói cạn lẽ nhiều việc bất bình, dốt mà nói chữ nghĩ mình nhiều chê, là nói tôi dốt đó đệ. Ông cha ông cho biết tôi dốt, dốt cái gì sao dốt đệ. Ở trên Campuchia thì học chữ Campuchia đi xuống đây là 10 tuổi rồi. Rồi cái bắt đầu mình vô mình học, cái mẹ mình nó sanh đẻ hoài, mình nhầm giữ em, rồi bắt đầu mẹ mình đi làm ăn. Rồi ba mình đi làm ăn, rồi nuôi em, chị em đông mà đệ đâu có học được nhiều. Mà nhờ có cái trên Campuchia để có học chữ Campuchia. Rồi đi về đây học chữ Việt Nam là dễ lắm đệ ơi, chữ Việt Nam rất là dễ, học có 6 tháng là biết hết trơn rồi, biết chữ rồi. Nhưng mà tôi học tới lớp 2, vừa quên lên lớp 3, mẹ tôi sanh đẻ gì đó, nhỏ nhỏ đó. Rồi bắt đầu mất coi em coi gì đâu nghỉ, nó ngay nó có 10 tuổi à. Rồi mà tôi giỏi lắm, tại vì em đông giữ em quen rồi. Thôi bắt đầu mình vô tiếp chuyện đi, nói nhiêu được rồi, cái vụ dốt này nói rồi đó nghe đệ. 10 chuyện quấy chính khen chê mặt tình nè, vô duyên chi bấy việc mình ơi, cảm ông bốm tưởng nghĩa ông dôi, kìa non bụ ngạn tiếng đàm ma ha, hội nhà thờ đức cố đức cha, các am các tự đều ra tranh tài, ngặt tình chưa đủ sách ngoài nói dai, 18 nước nói việc chiều mai, ít chi một chỗ nói dai mà phiền, có công đâu làm việc không tiền, vọng thập bát quốc hiệp một lòng, chúc nam Phật định hội đồng quang minh, ăn theo thở ở theo thời, 100 việc thế khác lời 100, là khác đâu đổi, thời trời đã đổi rồi. Bởi vì ông cha ông có nói nè, cuộc đời thay đổi mà nổi như phao, cái phao mà cũng như con cục đá mà nó nổi đó đệ. Ở Vinh đá nổi thì chừng cũng có tới chừng tàu tới, bây giờ mình nói ngang khúc đi. Cũng như là ăn theo thở và ở theo thời, 100 việc thế khác thời 100, cuộc đời đã thay đổi rồi. Như ông Phật ông lên chức rồi, ông Phật Di Lạc đó. Đó rồi ông ra mặt rồi đó, rồi giờ tôi phải nói ông Phật Di Lạc xuất thế anh hùng nè, ông là anh hùng, làm thân con gái phải đi theo chồng, trai năm thê bảy thiếp đèo bồng, nam nữ đồng điển thánh rừng nhu, ngày sau tỏ rạng trăng thu đạo đồng, còn hai giống gạo giữ lòng làm ăn, đến chừng nào nhật nguyệt hiệp căn. Thôi bây giờ mình cũng tới đây, mình cũng dài rồi, mình xin hết. Bây giờ mình mới kể lại cái vụ mà hai giống gạo nè. Cô Hai đã kể vụ hai giống gạo đi. Cũng như gạo này á, tên cô Hai là tên Lê Thị Rum. Tên Lê Thị Rum này trên trong cái bao gạo trên Campuchia, cái gạo nó đặt cái tên gì đó đệ. Ông sợ con ổng quên tên biết không, ổng đặt ổng trong cái bao gạo á. Rồi bắt đầu tên mình tên Lê Thị Rum ở trên Campuchia, tên Campuchia. À, tôi đó thì tôi có một tên nè. Rồi hồi đó tôi sanh tuổi con chuột. Rồi hồi đó tôi sanh cái năm Tý đó, cái năm đó là năm 1960, cái năm đó là năm đồng khởi. Tại vì cái năm đồng khởi rồi mình lớn lên rồi mình học cái này rồi mình mới hỏi thêm người lớn nữa. Là cái năm 1960, cái năm đồng khởi là tôi sanh cái năm đó đó.
Rồi trong sách sử là từ từ mới tới cái vụ mà con chuột gì đó mới tới tụi tên tuổi của tôi. Và tôi sanh cái năm đó đó trên chỗ xứ Campuchia đó. Ở một xóm gì đó để sanh con chuột này nhiều dữ lắm, tuổi con chuột này á. Rồi không phải mà tôi lên đây tôi nói là tôi nhận diện mà tôi tuổi con chuột phải không đệ? Tôi sanh đây là tôi nói lên cộng đồng mạng này cũng như là cái gì chính quyền sở tại của tôi là biết tôi rồi. Là biết tên tuổi tôi, là biết chị em tôi là tuổi gì rồi rồi những người mà tôi ở Đồng Hương á, tôi về tôi ở Việt Nam cũng ở gần với nhau. Người ta biết tôi tuổi này luôn, tôi sanh năm đó, hỏi chứ ví dụ đệ đâu có phải anh ở xứ nào lợi đệ không biết đệ. Đệ tuổi này đệ nói từ tuổi kia sao đệ nói được. Thì tôi tuổi con chuột, tôi tên Lê Thị Rung mà tuổi con chuột, tuổi canh tí. Rồi bởi vì mình mới nói ra. Chứ nếu mà mình không nói gì mình lên mình cứ nói ngang ngang hoài ai hiểu đâu. Tới giấu đâu mình phải nói ra. Rồi tôi nói chừng nào xong hết trơn cái chính bổn tuồng này xong thì tôi mới đọc lại là lúc đó tôi cũng hơi gành chữ rồi. Tôi đọc hơi nhanh là tại vì tôi học ít lắm, tôi không có biết chữ nhiều đâu. Đồng bào nước trong nước ngoài ơi, coi thì đừng tội nghiệp, đừng có nói học dách đọc đồ. Tại vì nó có biết chữ nhiều mà ổng cho nói toàn là nho không à. Mà học cái này rất là khó đệ ơi, làm người dễ nói mà khó phân. Cái việc phân là quá khó rồi. Mà giống như là tôi nói cái gì mà lỡ á, cũng như đọc á đâu có được mà suông câu giống người ta. Đọc thì đúng chữ, nhưng mà cái á là bắt đầu mình đọc không có được nhanh đệ. Rồi sau này tôi đọc hết cái buồn kim cổ kỳ quan, tôi nói hết ra rồi tôi mới làm lại, tôi đọc cũng như giáo lý vậy đệ. Lúc đó là mình hơi nhận chữ rồi. Chứ bây giờ cái dấp hoài nè, thôi đồng bào cũng thông cảm, nước trong nước ngoài là mồi được Phật này xin. Bữa nay là tới clip thứ tư rồi đó thì đồng bào cứ xem tiếp hoài đi. Dạ con cảm ơn cô Hai. Dạ cảm ơn cô Hai chia sẻ cái clip này rất hay, ý nghĩa. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một buổi tối bình an hạnh phúc trên gia đình. Chào mọi người, xem kênh vui thì nhớ đăng ký kênh chia sẻ giúp mình nha. Chào tất cả mọi người.